Tới cái nước sốt để trộn salad. Salad thì chúng ta đã chuẩn bị hết bắp cải tím cắt sợi, bắp cải tím, bắp cải trắng, rau húng lủi với cà rốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm đó là ở đây chúng ta sẽ có nước sốt mè rang. Thì nước sốt này mấy bạn có thể mua ở siêu thị. Thì trong đây mình sẽ trộn nè 3 muỗng sốt mè rang. Rồi 3 cái muỗng lớn ha mấy bạn ha. Rồi chúng ta sẽ cho ra đây 1 muỗng giấm. Rồi chúng ta cho 1 muỗng đường. Chúng ta khuấy tan. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu sẽ cho salad vô đây chúng ta trộn. Rồi chúng ta sẽ cho hết vô đây bắp cải trắng, bắp cải tím, húng lủi. Rồi chúng ta chừa lại 1-2 sợi húng lủi để trang trí lên trên thôi ha. Chúng ta cho vô đây. Rồi chúng ta sẽ cho phần này vô. Chúng ta trộn nhẹ lên. Khi mấy bạn trộn thì mấy bạn nhớ trộn từ dưới trộn lên. Đừng có lấy cái tay đảo đều bóp nát hết mấy cái rau củ của mình, nó sẽ bị mất cái độ giòn. Rồi bây giờ bắt đầu khi chúng ta trộn hết rồi, chúng ta cho gia vị nha các bạn. Khi mấy bạn cho gia vị thì mấy bạn cũng trộn nhẹ nó lên. Và đặt gia vị thì mấy bạn thả nhẹ xuống. Thả nhẹ xuống vậy nè. Mấy bạn đừng có đặt để chở vô cái salad, chở vô thì cái dĩa salad của mình á nhìn nó sẽ không có được sinh động. Rồi mấy bạn thả nhẹ xuống. Rồi khi thả nhẹ xong hết rồi, bắt đầu mấy bạn sẽ cho một ít mè rang lên. Cái này hơi bị nghiêng qua kiểu ăn của món ăn của Nhật, nhưng mà chúng ta sẽ ăn thử cái hương vị, thay đổi cái không khí cho gia đình. Trong mỗi bữa cơm mình sẽ thay đổi được nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã xong rồi đó mấy bạn, món salad của chúng ta. Rồi. Đây là thực đơn cho một bữa một ngày của gia đình. Thì cái món này thì hợp thôi những ngày, thứ nhất là ngày bận rộn, và thứ hai là mùa hè, tại vì tắm thì rất là mát, ăn thanh mát cho cơ thể. Và món salad của chúng ta là rau, thành ra chúng ăn sẽ rất là mát. Thì nó sẽ phù hợp với những món, ví dụ mình ăn chiên thì mình phải có một món rau và một món canh thanh mát thì nó dễ ăn hơn trong những ngày bận rộn của mình. Thì đây là một bữa cơm thực hiện rất là nhanh, mấy bạn có thể tối đa gói gọn trong vòng chỉ 1 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có một bữa cơm cho gia đình.